Dừa Bến Tre được đánh giá là có chất lượng hàng đầu thế giới bởi độ mặn của thổ nhưỡng đã tạo hương vị riêng mà các vùng trồng khác không thể có. Cái dừa yêu cầu rất là nhiều kali. Khi mình làm hữu cơ á, thì cái lượng mà vỏ dừa nè, lá dừa mình tủ ở đây thì cung cấp kali nhiều hơn so với khi mình bón phân hóa học, thì họ chủ yếu là xài NPK hoặc là xài ure nhiều, thì những cái đó nó sẽ ít kali hơn. Và cái gọi là cái nhiễm mặn hàng năm á, nó cũng là cái nguồn mà cung cấp kali nhiều cho dừa, nên cái chất lượng dừa của những cái vùng mà có nước mặn ra vô hàng năm nó cũng là một cái lợi thế. Chất lượng dừa Việt Nam nó, tôi cho rằng nó có khả năng là tốt nhất thế giới, bởi vì cái hàm độ béo của chúng ta cao hơn thế giới, cũng như cái độ ngọt, độ brick của trái dừa nó rất là tốt. Đó là những cái tiền đề và thế giới người ta rất thích những cái sản phẩm dừa từ Bến Tre. Cây dừa đến lúc này là cây nguyên liệu, không bỏ đi thứ gì. Nước dừa, cơm dừa, gỗ dừa là những mặt hàng đem lại giá trị kinh tế lớn. Vỏ của mỗi trái dừa cũng được bán với giá 1.000 đồng để làm chỉ sơ dừa. Sọ dừa là nguồn nguyên liệu cho các nhà máy than hoạt tính giá trị cao. Hiện nay, doanh nghiệp đang tiến tới việc mở rộng gấp 3 vùng nguyên liệu của mình và xây thêm nhà máy để đáp ứng cho các đơn hàng đến từ khắp nơi trên thế giới.